Anh Phạm. Xin chào anh Phạm Văn Vân ở Hà Nội và xin chào các bạn. Em sẽ test hàng cho anh Phạm Văn Vân là một bộ hai mic không dây màu đen. Mic này là mic UHF. Giá hiện tại là 500.000 đồng. Phí chuyển hàng là 30.000 trên một đơn hàng. Các bạn mua một đôi nó vẫn là 30.000 phí chuyển hàng. Và các bạn mua 10 đôi nó vẫn là 30.000 phí chuyển hàng các bạn nhé. Đó là ưu đãi của bên linh kiện 789 của bên mình. Và hiện tại cái giá sản phẩm này bên mình đang bán thấp hơn bên khác khoảng tầm gần 100.000. Đảm bảo là hàng chất lượng các bạn nhé. Và ở trên đây các bạn có thể thấy rằng là có hai màn hình sáng, thì dưới đây nó cũng sẽ có hai bóng đèn báo sáng. Chúng ta tắt bớt một bóng đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Như vậy là tay mic đầu tiên hoạt động tốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Như vậy là cái bộ sản phẩm của anh hoạt động rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để các bạn đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Đây là ký hiệu của tay cầm đầu tiên. Tiếp tục ký hiệu tay cầm số 2. Và đây là ký hiệu ở trên mạch thu. Mình quay lại nét chậm quá. Rồi ok. Rất cảm ơn anh Phạm Văn Vân đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.